Ngày 25 tháng 10, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Theo đó, đêm 24/10, hàng chục cảnh sát quản lý hành chính, hình sự, cảnh sát giao thông, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phong tỏa đường Trần Quang Khải, phường Tân Định. Sau đó, các trinh sát ập vào kiểm tra nhà hàng Thành Vinh. Tại các phòng VIP ở đây, nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang đang ngồi cạnh các quý ông. Công an sau đó đã tiến hành lập biên bản. Cùng thời điểm, công an tiến hành nhập vào khách sạn em. Các cô gái khai là tiếp viên của nhà hàng Thành Vinh. Được biết, các nữ nhân viên của nhà hàng này có nhiều quản lý khác nhau. Khách đến đây ăn uống phải quen mặt và được giới thiệu mới có nữ nhân viên phục vụ. Nếu khách có nhu cầu đi vui vẻ thì sẽ được quản lý điều các nhân viên tới khách sạn em. Giá mỗi lần dao động từ 3-5 triệu đồng, người. Công an đã đưa ba quản lý của nhà hàng về trụ sở để lấy lời khai làm rõ hành vi môi giới bán dâm. Hiện công an đang điều tra làm rõ.